Năm 2022 chứng kiến nhiều đám cưới đình đám của làng giải trí Việt. Đầu tiên phải kể đến ca sĩ Minh Hằng, được chồng ủng hộ trở lại nghệ thuật sau kết hôn. Minh Hằng phủ sóng nhiều chương trình, sự kiện, không chỉ sự nghiệp thăng hoa, cô còn thăng hạng nhan sắc rõ. Trong đó, nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài rạng rỡ, tinh thần lạc quan. Từ đây, công chúng cho rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc giúp chủ nhân bản hít một vòng trái đất nhuận sắc hơn. Đỗ Mỹ Linh là cái tên gây bất ngờ nhất khi thông báo kết hôn ở tuổi 26. Sau đám cưới, người đẹp hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, cô dành thời gian cho vai trò biên tập viên đài truyền hình, trở thành nàng dâu hào môn mới. Hoa hậu Việt Nam 2016 được khen có gu thời trang thanh lịch, kín đáo. Cách đây không lâu, nàng hậu vướng tin đồn mang thai 4 tháng, song chính chủ vẫn không lên tiếng về vấn đề này. Diệu Nhi khá kín tiếng về cuộc sống hôn nhân sau đám cưới hoành tráng với diễn viên Anh Tú. Hậu kết hôn, người đẹp cũng được khen ngày càng nhuận sắc rõ. Mỹ nhân đầu tư vẻ ngoài, tập luyện nhiều môn thể thao để có body nuột nà. Nhờ đó, Diệu Nhi dần tự tin diện những thiết kế cắt xẻ khoe hình thể. Hậu đám cưới, Ngô Thanh Vân phần lớn dành thời gian hưởng tuần trăng mật với ông xã kém 11 tuổi. Mãi gần đây, cô mới quay trở lại làng giải trí. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên Hai Phượng luôn khiến công chúng suýt xoa trước nhan sắc như lão hóa ngược. Đồng thời, người đẹp còn làm nhiều chị em ghen tị khi được quy trần thác tùng, chăm kỹ mọi lúc. Sau 4 năm yêu nhau, ngày 21 tháng 10 vừa qua, cặp đôi Bình An và Á hậu Phương Nga đã chính thức chốt đơn bằng một đám cưới hoành tráng nhưng không kém phần lãng mạn. Trong khoảnh khắc quan trọng, cả hai đã cùng nhau rơi nước mắt vì xúc động. Hậu đám cưới, cả hai thường xuyên chia sẻ những câu chuyện hài hước của cuộc sống vợ chồng son lên mạng xã hội khiến fan thích thú. Những mỹ nhân khác cũng lên xe hoa vào năm 2022 như Phương Trinh Jolie, Á hậu Thùy Dung, Hoa hậu Ngọc Hân. Gần đây, Phương Trinh Jolie vừa mới thông báo có tin vui với ông xã Lý Bình sau nửa năm hiếm muộn. Cô cũng khiến fan xôn xao với thời trang đồ bầu toàn đồ cắt xẻ. Trong khi đó, cả Thùy Dung và Ngọc Hân đều được khen ngày càng nhuận sắc trong thời gian đầu bước vào cuộc sống hôn nhân.